Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cách sử dụng AI để chúng ta có thể phối một bài hát từ lời nhạc có sẵn. Thì mình sẽ sử dụng cái trang web đó là sulo.com. Đối với bản miễn phí thì các bạn vẫn có thể tạo nhạc, nhưng nó có một số giới hạn về số lượng nhạc mà số lượng bài hát mà các bạn có thể tạo. Đối với cả bản premium thì khoảng cỡ hơn 200 ngàn một tháng. Thì để tạo ra bài hát từ lời nhạc có sẵn thì mình sẽ bấm vào biểu tượng lốt nhạc ở đây. Và sau đó mình sẽ dán vào lời bài hát hoặc là chi tiết của bài hát. Rồi mình sẽ ghi thêm vào là chẳng hạn như là Afro Piano Cute Remix. Và sau đó chúng ta bấm Create. Thì các bạn sẽ thấy là nó chạy ở đây. Trong khi chờ thì mình sẽ nói thêm về các option mà chúng ta có thể có ở trong cái phần tạo nhạc. Đó là thay vì chúng ta ghi vào song description, chúng ta có thể sử dụng custom style and lyrics. Thì khi mà chúng ta sử dụng custom style and lyrics thì ở đây á, chúng ta sẽ bỏ vào cái lời của bài hát. Và các bạn thấy là số lượng từ là chúng số lượng ký tự chúng ta có thể bỏ vào là tới 3.000 ký tự. Thì khi mà các bạn làm như vậy á thì AI sẽ giữ nguyên lời bài hát được bỏ vào. Còn nếu mà các bạn làm như phía trước á thì cái lời nhạc của chúng thì cái đó nó chỉ là song description, cho nên là AI sẽ tạo ra lời bài hát mới từ cái description mà bạn bỏ vào. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào cái kiểu nhạc style music, chẳng hạn là mình bỏ beat EDM. Hoặc là mình cũng có thể bỏ thêm là Vietnamese pop. Và sau đó thì mình cũng bấm create. Các bạn có thể bỏ bỏ tên bài hát vào vào trong đây, nhưng không bỏ cũng được. Rồi bấm create. Và bây giờ chúng ta nghe thử cái bài Trốn Xa Xôi mà AI đã tạo ra. Khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiện ra là lời nhạc ở bên dưới. Và mình nghe thử bản số 2 nha. Hai bản thì mình thấy là lời nhạc nó cũng như nhau thôi. Chỉ có là kiểu nó có thể khác. Và mình quay lại library để xem thử bản mới mà giữ nguyên lời nhạc. Thì các bạn thấy là lời nhạc được giữ nguyên.
chốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi bao giờ, mây trôi chim sẻ tan tính tình cả lội. Ngắm một tình trong hai tim đời, ba bốn tình chờ sao chẳng thấy đâu. Nghe cũng hơi lạ vì nó hát mèo giống như là béo. Mình nghe thử bản số 2 nha. Nếu xa mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi nếu xa. Mây trôi chim xa tan tính tình cá lội, ngắm một tim trong hai tim đợi, ba bốn tim chờ sao chẳng thấy đâu. Bao giờ mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Các bạn có thể thử cái kiểu nhạc khác. Khi mà mình để cái kiểu nhạc khác thì nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau. Cho nên chúng ta có thể thử để coi, để nghe thử coi là cái nào hay hơn.